Người có sở trường về sức mạnh của cú đánh thuận tay, họ sẽ sử dụng kỹ thuật hất thuận tay, giật thuận tay để tấn công đối thủ trên toàn mặt bàn. Tuy Long sẽ hướng dẫn học viên người Úc khai thác điểm yếu của lối chơi có sở trường mạnh thuận tay này. Thì khi họ di chuyển xa như vậy, rõ ràng là họ bị bới, họ có thể họ mắc lỗi. Và khi đó mình dễ dàng tấn công. Đúng rồi, đó. Ở đây thì người ta lên, người ta flick được, nhưng mà ở đây người ta muốn flick nó cũng không có mạnh được. Đúng rồi. Ngồi xuống, đứng, đó, được thấy thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tỳ Long. Tôi là Tỳ Long, kỳ thủ quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Dạ, yeah, hello, em là Long, em từ Úc. Phố Melbourne. Hôm nay rất là vui có cơ hội hôm nay là gặp được sư phụ Tỳ Long. Em theo dõi anh Tỳ Long từ hồi anh có 5.000 subscriber, hôm nay là tới gần 90.000 trên. Dạ, rất là vui cho anh Tỳ Long. Anh thấy là Tỳ Long chạy rất là hay. Dạ, yeah, rất là vui lòng được gặp anh Tỳ Long hôm nay. Dạ. Yeah. Xin chân thành cảm ơn Long đã từ Melbourne nước Úc lặn lội đường xa xa xôi và đến đây tập luyện cùng với Tỳ Long. À, xin mời các bác, các cô chú cùng nhau xem buổi tập luyện của chúng tôi như thế nào nhé. Rồi bây giờ tiếp tục. Là Long cứ giao dài qua đây, tiếp, chuẩn bị. Rồi, nếu như khi mình giao dài sang đây, mình gặp đối thủ, họ có khả năng họ né qua giật thuận tay, thì sau đó mình sẽ giao bóng ở đâu để đối phó những đối thủ như vậy. Rồi, tiếp tục thử. Rồi, mình giao là mình giao hẳn ở đây luôn. Giao ngắn, hẳn sang bên phải luôn. Chứ đừng giao gần gần ở vùng giữa. Tại sao vậy? Rồi, bây giờ Long giao ngắn vùng giữa, mình sẽ giải thích. Vậy khi họ né sang, họ thấy bóng ngắn, họ bước lên, vậy rõ ràng là vẫn ngay tầm tay họ flick không? Họ đang chuẩn bị né mà, nên khi mình giao là họ luôn luôn né. Vậy rõ ràng là khi mình giao ngắn hẳn sang vùng giữa bàn là họ sẽ với không? Bắt buộc họ di chuyển quãng đường nó xa hơn. Mà xa hơn là họ khó flick hơn. Rồi thử. Rồi chuẩn bị, giao ngắn hẳn sang vùng phải luôn. Xong chuẩn bị tấn công. Chưa đạt. Tiếp tục. Mình muốn chỉnh điểm rơi là giống như các ngón tay khi mình giao nè. Khi chạm mình mới dùng lực của các ngón tay và cổ tay. Long đang bị gồng trước. Nên khi mình gồng như vậy á, mình chạm trái bóng nó sẽ không có theo ý mình, nó không theo tốt được. Đúng rồi, thư giãn vào, bắt đầu mình mới dùng cổ tay và ngón tay để mình lái hướng. Rồi giao xong chuẩn bị tấn công. Đó. Thì khi họ di chuyển xa như vậy, rõ ràng là họ bị bới, họ có thể họ mắc lỗi. Và khi đó mình dễ dàng mình tấn công. Và khi mình giao như vậy là Long phải vào tư thế chuẩn bị như thế nào. Rồi tiếp tục. Đó. Nên nếu như mà đối thủ họ di chuyển nhanh, họ vẫn có khả năng họ gò sang đó, đúng không? Nên khi mình giao sang đó, mình phải chuẩn bị cái bộ mình nó khác. Ví dụ mình giao sang góc trái, mình chuẩn bị ở tư thế vị trí 1/3 bàn. Mà khi mình giao sang đây, mình chuẩn bị giống như mình giao bên kia, mình bỏ nguyên cái góc bàn mình. Đó. Đúng rồi. Thì khi đó mình phải chuẩn bị khác, mình giao sang đây. Mình phải dời vị trí vào để mình chuẩn bị đánh hai bên. Lúc này là mình sử dụng là hình học không gian á. Cái góc nó mở mà, từ đó nó có thể nó mở ra đây nè. Nhưng mà mình giao sang trái thì góc mở tối đa là nó thẳng đây thôi, chứ nó đâu có mở ra mang cá được. Hình học mà. Hình học là triangle.
là hình học, không gian là đường nè. Đó, mình hình dung trong đầu mình giao trước. Đó, nên mình phải thay đổi. Em làm đúng đây, không biết em giao thì đó. Nên vào có cùng một vị trí nó sẽ không hợp lý. Nó phải thay đổi theo cái vị trí mình giao nữa. Đúng rồi. Cái giao bỏ là hay rồi. À. Cái tiếp theo em đổi. Đúng rồi. À. Rồi tiếp tục thử. Đúng. Đạp chân xoay hông. Và mình phải tính là mình giật ở đâu nữa. Đó. Ví dụ như mình kéo đối thủ vào đây, mình xoay giật, thì đối thủ đưa bất kỳ đâu là mình đều tính trước là mình phải giật ở đây liền. Rồi thử. Xoay người sang, xoay người sang. Mạnh dạn sửa điểm rơi. Có nghĩa ý mình nói là giật sang đây nè. À, giật sang đây, đúng không? Còn giao bóng là giao ở đây. Khi đối thủ trả sang là giật sang đây. Mình phải hình dung là vậy. Mọi người hay bị là khi bên trái thủ tốt hay là bên phải thủ tốt? Đúng rồi. Tại vì bên phải là mình muốn công bằng bên phải, còn bên trái ai cũng vậy, tâm lý luôn luôn sẽ thủ trái. Nếu như mình giao ở đây, người ta gò xong, người ta đứng tại chỗ rồi, thì người ta sẽ thủ nó tốt. Còn ở đây mình kéo người ta vô, người ta hở, bắt đầu mình quýnh, thì lúc người ta về, người ta sẽ không có cái độ tì của cái người vào, trái bóng nó sẽ không khó. Nên mình phải tính tới chuyện đó, nên mình tính đánh bằng thế nữa. Đúng không? Từ đây nè, mình giật bật ở đây, thì khi người ta về, người ta về. Còn nếu như người ta đứng đây, người ta gò xong, người ta về, cái mình giật, cái người ta có cái tư thế để người ta đẩy trái bánh. Đúng rồi. Đúng rồi, nên mình phải để ý cái tư thế nữa. Đúng rồi. Nên bóng bàn nó tổng hợp nhiều thứ. Nó có thể tổng hợp gọi là chạy bộ nè. Chạy bộ là di chuyển chân nè. Võ thuật là phát lực nè. Rồi đầu là chơi cờ nè. Tổng hợp ba môn. Rồi, giao xong phải chuẩn bị nha, sai đó. Cái đó là sai, cái đó mà mình cắm qua kia là hở á. Đúng rồi, đó. Kéo sang mình giật sang kia. Nên những người mà tâm lý người ta hay né giật là lúc nào người ta cũng hay nhăm nhe, người ta né để người ta canh, người ta giật mình lắm. Đó, thì mình đang đóng vai là cái người đó nè. Thiếu lực chân, đạp chân trái lên. Đúng. Đúng. Em phải chuẩn bị là chết. Đúng rồi, phải chuẩn bị. Cái chết của người là đứng chờ, hy vọng là yếu và yếu. Đúng rồi. Thật sự là khi mà đánh chuyên nghiệp á, mình phải luôn luôn trong tình huống bị quýnh trước là mình quýnh lại. Thì chuyên nghiệp giao sang là banh bên kia, đối thủ người ta flick là người ta đã đánh mình rồi thì mình đánh lại. Còn đánh cơ bản thì mình mới mong là người ta đỡ thôi, chứ còn chuyên nghiệp khi chơi chuyên nghiệp là luôn luôn canh đánh lại, chứ không có ai đưa cho mình đánh hết đó. Đó, good. Rồi, một điểm nữa để đối phó với người chơi, mình gọi nôm na là một càng. Một càng là gì? Cỡ nào cũng dùng là thuận tay vậy đó. Dùng một kỹ thuật. Thì ngoài điểm này ra, mình còn cái điểm nào? Rồi, ok. Bây giờ Long đóng vai là người chơi lối chơi đó đi. Mình giao xong mình né giật đi. Né. 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 Dùng phải hết nha, né. Né sang, né.
Thì chỗ này nè. Em muốn người chơi. Thì người chơi một càng là né sang. Ở đây thì người ta lên người ta flick được, nhưng mà ở đây người ta muốn flick nó cũng không có mạnh được. Không, thì người ta sẽ kẹt, thì lúc đó người ta sẽ xử lý không tốt. Và cái thứ hai người ta sẽ quay lại người ta gò. Hồi nãy cái chiến thuật mình giao dài để dành cho những người mà gò á, qua mình giật là những người đó cơ bản. Còn bài này là chiến thuật 2, là nâng cao hơn, cái người có khả năng là tấn công tốt hơn, thì bắt đầu mình sẽ có những cái đó. Rồi bây giờ mình giao qua đây. Vẫn giật được nha. Ở đây nè. Rồi, né sang giật. Né sang. Né. Rồi né. Long phải dùng cổ tay á, cảm giác lại. Rồi mình giao lệch ra một tí nè. Rồi tiếp tục. Cái đó vẫn giật được đúng không? Giao lệch tí nữa nè. Nó thì quan trọng là như vậy. Mình phải hơi đảo cái cổ tay mình, có cái xoáy ngang cho nó, đó, cho nó đi gần cái cọc lưới một tí. Đó. Đúng. Sai, sai là chuẩn bị. Dạ, em cứ nghĩ là đi kiếm chốc, đi đứng nha. Không, giao xong rồi Long lại đứng đây là sai. Giao xong là mình vẫn phải quay lại. Để mình vẫn phải bao cái tình huống này nữa. Ha. Rồi. Có nghĩa là cái người mà cổ tay khéo thì người ta vẫn đỡ điều chỉnh được á. Có nghĩa là mình hạn chế không cho bị người ta đánh thôi. Còn cái người mà khéo léo họ vẫn gì muốn chỉnh chỗ nào trên bàn cũng được. Mình phải quay vào vị trí để mình đánh được. Tiếp tục. Bị giật rồi. Từ từ chậm thôi. Đúng. Đúng rồi, giật sang kia. Đó. Đúng rồi, bên đây nó khó hơn. Nên mình phải tính trước. Tập hoài là đánh gốc đây cho nên riết thành thói quen luôn. Chính xác. Tại sao không đánh qua đây? Chính xác. Đừng bay đi qua tay phải, người khác cứ đánh qua tay trái. Chính xác. Đây là em đã... Đúng rồi. Đúng rồi, là mình đã kéo người ta đi qua đó rồi. Đúng rồi, ví dụ người ta chạy qua đây, cái mình giật qua đây, người ta chạy về, người ta đụng được. Giao xong quay vô chuẩn bị liền, rồi chuẩn bị di chuyển theo bóng. Đúng rồi. Vẫn giật được đó, điểm rơi rất quan trọng nha. Giao xong là quay vô chuẩn bị. Theo bóng. Cổ tay thư giãn ra. Ma sát bằng cổ tay. Đừng gồng quá. Good.
đưa tay trái ra canh, trái đó bị trễ thốn rồi đó. Cổ tay thôi Long, dùng vai là nó đi xa rồi. Chủ yếu mình cần xoáy và an toàn đánh điểm rơi thôi được rồi. Có lực bật của chân ngồi xuống, nhìn dưới đít bóng, đứng lên giật. Ngồi xuống, đứng. Đó, vậy thôi. Ngồi xuống, nhìn thấy dưới trái bóng bật lên. Đúng rồi. Và nếu các bác, các cô chú thấy video hay và hữu ích, đừng quên cho chúng tôi like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh chúng tôi càng phát triển hơn. Và nếu các bạn có nhu cầu về tập luyện hay cần dụng cụ bóng bàn thì xin hãy nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo.